đạp thể thao Vietcom xin chào bạn. Trong video này, shop tiếp tục kiểm tra những chiếc xe đạp cho các bạn trên toàn quốc đã đến với shop xe đạp thể thao Vietcom mua xe đạp online. Shop hiện nay này đang bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe bạn nha. Đây là những chiếc xe đạp đa năng này. Đây là những chiếc xe đạp đua, còn nhiều chủng loại khác như xe đạp địa hình, xe đạp city bike, xe đạp thành phố, xe nam, xe nữ, xe gấp, xe mini, không thiếu chủng loại nào. Dùng cho học sinh, dùng cho thể thao, dùng cho đi chơi, đi phượt đều có cả bạn nha. Và bạn đến với shop, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn để mua cho mình được chiếc xe đạp như ý. Và trong video này, shop kiểm tra chiếc xe đạp Line của anh Tùng ở Kiên Giang. Anh mua chiếc HBR99 Max. Đây là chiếc xe đạp ưu thế nhất thị trường hiện nay. Anh Tùng hôm qua thì có liên hệ với shop, nói là muốn đặt mua một chiếc xe đạp thành phố. Em gửi cho anh coi đang có loại gì sẵn hàng rồi anh báo lại. Shop đã gửi cho anh Tùng mẫu xe đạp HBR88 Max và HBR99 Max. Đây là dòng xe đạp thành phố vừa được hãng xe đạp Line đưa ra thị trường Việt Nam vào cuối tháng 7 2020. Và shop xe đạp thể thao Vietcom cũng đang có đầy đủ màu và hai model này. Ngay lập tức anh Tùng đã chọn cho mình chiếc xe đạp, một chiếc HBR99 Max màu xanh tem bạc. Và nhá. Thì bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp HBR99 Max này có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả hoặc liên hệ với shop xe đạp thể thao Vietcom qua số điện thoại hotline 098 331 5936 để shop gửi hình ảnh cũng như là đường link quay cận cảnh chi tiết mẫu xe đạp HBR99 Max này để bạn xem dễ dàng từng màu sắc. HBR99 Max thì đang có 4 màu, đó là màu đồng đen, màu xanh tem bạc đây, màu xanh tem đen và màu ghi đen. Và còn một model nữa đó là HBR88 Max thì cấu hình nó thấp hơn con HBR99 Max này bạn nhé. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đó. Xe HBR99 Max, xe full nhôm. Đấy, full nhôm là gồm khung nhôm, tay lái phô tăng cọc yên hợp kim nhôm, ba ga nhôm. Đó, ba ga bạn nhìn mối hàn nhôm này, ba ga nhôm, đùi đĩa nhôm và vành nhôm. Khung nhôm sử dụng rất là bền và toàn bộ là chạy bằng bi bạc đạn hết bạn nhá. Phuộc giảm xóc chạy rất êm tai, cỡ bánh là 700, vành nhôm 2 lớp, nút Kenda 700x38. Đây là cỡ nút rất là vừa phải, chạy xe đạp thành phố, đi chơi, đi phượt, đi làm với chiếc xe này đều rất là ok. Và chiếc xe đạp này thì với khung thiết kế size M bạn nhá. Size M thì sẽ phù hợp với rất là nhiều chiều cao của người dùng. Bởi vì mình mua chiếc xe đạp này thì chỉ cần mở bằng tay cái khóa cọc yên này, thay đổi chiều cao của yên là mọi người trong gia đình mình đều chạy được hết. Đấy, cứ ngồi vừa, thoải mái này, vận hành được. Và HBR99 Max thì sử dụng hệ thống phanh dầu này thì cực kỳ bền, cũng như là thao tác phanh rất là nhẹ nhàng nha, rất là bền và thao tác phanh rất là nhẹ nhàng. Phuộc giảm xóc thì đây là một chiếc phuộc tốt, một chiếc phuộc cấu đúc này bạn này, rất là bền mạ, phuộc inox, thành dầu cực tốt luôn. Đây là chiếc xe đạp của anh Tài ở Tiền Giang. Anh Tùng, xin lỗi bạn, chiếc xe đạp của anh Tùng ở Tiền Giang. Và hai chiếc xe đạp Twitter này thì shop bán hàng ngày rất là nhiều bạn nha. Đó, thì shop cũng sẽ kiểm tra và phát sóng trên kênh YouTube xe đạp thể thao Vietcom vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày để các bạn đến với shop mua xe thì hoàn toàn yên tâm là shop đã kiểm tra xe, bạn sẽ nhận đúng xe, đúng giá trị mình chỉ đạt và hoàn toàn hài lòng với dịch vụ của shop cung ứng. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao Vietcom vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop luôn đăng tải những video mới giới thiệu về những sản phẩm shop đang bán trên thị trường và qua những video này chắc chắn bạn sẽ tìm được chiếc xe đạp như ý. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.